Chương 12, hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan, nhất giai đê cấp linh đan, có thể rất nhanh hồi phục 5 đến 6 thành huyền khí của một người. Ở thời khắc mấu chốt, nó có thể cứu được tính mạng của bản thân. Cùng thuốc giảm đau, giải độc tán mà Diệp Bạch mua hoàn toàn không giống nhau. Thuốc giảm đau mà Diệp Bạch mua cũng chỉ là thuốc trị thương để một người bình thường sử dụng. Đối với huyền sĩ, kỳ thật không có tác dụng gì.